Anh ơi, người rừng chạy đó mất tiêu rồi. Ủa, anh vừa để người rừng ở đây mà. Ủa, đi kiếm người rừng. Người rừng ơi, em đâu rồi? Ra đây đi, người rừng. Em đâu rồi? Ra đây đi. Ủa, người rừng. Anh tìm được em rồi. Sao lại em lại bỏ đi? Chắc em đói lắm. Thôi anh bóc chân gà cho này. Em hôm nay anh đã bày cho em rồi. Ăn từ thôi. Em không cần phải cầm tay đâu. Anh đút cho. Em cứ từ thôi.